chính rồi. Giờ là tắt bếp rồi, chuẩn bị đi bán rồi vừa. Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người. Sáng hôm nay thì con cùng với lại Ngân có một cái nồi cá kho mía rất là ngon và hấp dẫn luôn các cô chú ơi. Không biết là mọi người nhìn mấy cái con cá này có nhớ là ở đâu không? Mấy con cá này là từ lúc mà tác hầm ra đó, thì mấy chị em có bắt lại được mấy cái con cá linh nhỏ nhỏ như thế này nè. Rồi quyết định là đem kho mía, kho thiệt là mềm và ghiệu như thế này luôn. Mình đem mình bán cho mọi người nha. Cái món này thì ăn rất là ngon luôn mà ít ai bán lắm. Tại vì kho rất là lâu nè, phải thiệt là thấm kho một ngày một đêm luôn thì nó mới mềm như vậy. Ăn một cái là ghiền ơi là ghiền. Mà cá kho mía thì phải ăn kèm với dưa hấu mới ngon. Hôm trước thì mấy chị em tụi con nói là dưa hấu ở nhà còn rất là nhiều luôn, cho nên là hôm nay mình đem ra mình bán. Ăn cá kho nè, ăn với cơm, ăn thêm miếng dưa hấu nữa. Người miền Tây ở quê tụi con thì hay ăn như vậy lắm. Nên là mời các cô chú, anh chị, các bạn thử một lần ăn cá kho mía cùng với lại dưa hấu xem là có ngon hay không nha. Giờ thì mọi người cũng đang ở phía ngoài để mà đợi mua những cái con cá thơm ngon. Mấy chị em tụi con bán ở đây xong thì cũng sẽ gánh dài dài lên trên để mà bán tiếp. Mời mọi người cùng mua ủng hộ cho hai chị em tụi con nha. Rồi cô ơi, cô nói mua dưa hấu cô lại mua nha. Đó, cá rất là ngon luôn. Cá này thì mấy chị em bán sẽ là 100g 10.000, 100g thì một cái bọc như thế này. Đó. Một ký mốt. 2 ký 2. Bên dưa hấu về ăn. Bọc nó đựng hết không nha? Được ha. Rồi. Cá kho ghim với dưa hấu, mãi vô mãi vô. Mãi vô mãi vô. Dạ con bán dưa hấu với lại cá kho ghim. Dạ. 100g hả bạn? Dạ, 12.000 một ký. Cảm ơn cô. Dạ cá ngon lắm. Đây. Cô 74 cái gái. Trời ơi, nóng hỏi gì hỏi gì ăn luôn. Cái nào kia 10.000 đó. Dạ 100g 10.000. Trời nó nóng nè. Thơm ơi là thơm luôn. Trái nào cũng chín hết. Ngon lắm, cái này dưa hấu ăn lần là ghiền luôn á. Rồi ăn lấy cái dưa hấu xuống giùm tôi nha. Giá nhiều ạ? 15.000. Đi lấy cái bọc. Dạ. Rồi thiếu tiền mua cá thì lấy tiền thêm. Dạ. Cá đó 100g 10.000 gì cháu lấy đi rồi hồi con lấy tiền sao? Con cũng gánh dài dài lại mà. Gánh lại hả? Con dạ, con gánh dài dài lại. Dạ dạ, đưa hộp đây con để vô luôn nè. Chị cả quay là kim chi. À, nóng hỏi luôn. Đợi chị cảm một chút, thêm một bịch nữa cho bảy nha. Cái này về ăn nhét bánh mì buổi sáng ngon. Ôi nó mềm nè em ơi. Wow, rất là ngon luôn. Chưa đâu. Rồi đợi con chút xíu. Rồi, nhận lấy đi. 10.000 một bọc thôi. Ủa cái bọc nhỏ là nó nằm ở đâu hả em? Thấy không? Đợi con xíu, cá kho mía. Dưa hấu. Dưa hấu 12.000 một ký. Rồi cảm ơn bảy nhiều. Trời ơi cái nồi cá kho hấp dẫn quá. Nó mềm nè. Nè mua hai bọc, mỗi bọc 10.000 hả? Một bọc, thêm một bọc nữa. Cá này nhét bánh mì ăn ngon lắm á bác hai. Nó ghiệu quá ghiệu rồi. Một bắt ở trên lấy xuống. Nha. Tại con tính lấy là từ một lõm một lõm.
Thơm quá. Mua cá mua bánh mì nhét vô. 30g. 35. Dạ. Mua cá là mua thêm bánh mì nhét vô nha, nó mới ngon. Cá này là phải lấy từng con, lấy nhiều là nó sẽ bị rã. Cá chị. Cái này hâm rồi thôi. Dạ, hâm rồi nè, sáng là sôi sùng sục rồi. Cá 10.100g chị, cá kho mía. Còn dạ dưa hấu thì 12.000 ký. Mày vô, mày vô, mua hai cái về ăn cơm luôn. Chị mua đi em ăn cho. Dạ, bán dưa hấu nữa. Hay loại luôn. Châu tư. Nhân lấy tiền con cảm ơn dì Châu nhiều. Con cảm ơn ạ. À? Qua mít cái mua mà chưa ăn chưa. Cho mất đi. Ôi nó thơm quá đi, ngào ngạt mùi hương luôn. Cá thì nó mềm ơi là mềm luôn. Dạ, 200 ngàn hả? Dạ rồi, có luôn. 200 ngàn, không ít cái nào. Rồi, ở đây là mấy cái cây mía nè, các cô chú anh chị các bạn ơi. Cá này là phải kho với mía vậy đó, nó mới ngon. Ủa, phải về đó hả? Đi, chỉ về mà chị. Dưa hấu nữa kìa. Dưa hấu bán với cá kho mía. Ủa, mới về hả vậy? Bà ba. Bác ba về nào vậy? Ba về tới đây 1 giờ mấy. Dạ. Để chung luôn hả dì bác hai? Ừ. Canh bọc đó 200g. Với 110g cá. Nước không? Quýnh quá không? Có nước rồi nè. Con lấy cái gì để có nước? Đây này ha. Khói nó lên kìa. Khói lên nghi ngút luôn nè. Ồ giờ này nè. Đợi con xíu nha. Chưa có được. Mấy hai thích cá bự không? Mời cá bự lên đây. Cá bự đi. Nè con cá bự nè, mấy con cá bự là được sắp ở phía dưới á. Này nó nằm ở dưới đây nè. Tuốt ở dưới nè. Wow. Ôi ở dưới nó ngon nè. Ôi hấp dẫn quá vậy. Wow, đây là cái con cá nè, đó. Con coi được chưa nghe, để gấp hơi nó dư, mất công lấy ra. Nó dư đâu. Để cho bác hai đi. Nước sốt này chan bánh mì ngon lắm. Bác hai lấy nước không? Chan vô, chan vô, chan vô, chan vô, chan vô. Nè nè nè. Đó, đó, ai ăn nước là có luôn nghe. Vô. Vô. Rồi, được rồi. Miếng nữa đi. Miếng nữa đi chan cho ngon. Vô. Wow. Rồi, bột 100g phải không bột? Bỏ hết cái bự cái nhỏ. Đậy đi hơn là gì nữa. Nắm được đi ha, lộn xộn. Này vô ăn dưa hấu là rồi, xong một bữa cơm sáng. Thơm quá à. Không chịu nổi luôn á. Nước không bột? Nước. Nước luôn ha. Căng đi rồi con để nước vô. Mày không hết vô đó. Qua mua bánh mì luôn. Trời ơi, qua mua bánh mì luôn kìa, quá đã luôn. Nè, trái dưa nữa. Trời ơi, bà Út là mua đủ luôn á. Đó, đây của bà Út nè Ngân ơi, quá đã luôn. 30.000 luôn. 30.000 ha. Ờ. Có luôn. 10.000. Mềm ơi là mềm. Hầu về dư mày nè. Cá thử hả? 21. Bà 24 ngàn. Dạ, tôi cảm ơn. Con cảm ơn. Cái món này bán là phải từ từ nè. Mía quá không mía nè. Nó mềm quá đi thôi. Bỏ mía ra ngoài không vậy đó. Mình cứ để vô đó đi không sao. Nước luôn nghe bác ba. Vô bác ba nước rồi. Rồi đây. Đó, quá ngon luôn. Để múc miếng nước cho bà nội, để mua hai bọc.
rồi, cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Chú Năm mua dưa hấu hay là cá? Dạ dưa hấu mà. Dưa hấu. Không có cũng gì đâu nha. Chứ bự chứ nhỏ đó. Lộn xộn. Cái bột bọc này nướng lại đi. Cho về hâm dễ á. Rồi. Cá với lại dưa hấu à ba ơi. Mãi vô mãi vô. Cá kho ghim. Mềm ơi là mềm. Dưa hấu thì ngọt ơi là ngọt. Con cảm ơn. Rồi. Cái nắp. Ba ơi con cá là ba. Cá mồi. Dạ. Cá Linh mình hay chị vậy? Dạ cá Linh mình tác hầm ngoài hả ba. Ai khó à mày khó hả? Dạ à, con cộng với lại bác hai vậy hiếm năm nó mới ra được cái nồi này. Mình nên con không ra được. Chị hỏi qua nhìn cái. Dạ dưa hấu bán 12 nghìn một ký. Cắt cái nhỏ này. Cái này ạ? Ừ. Thôi ngon quá. Con tâm nha. Này về bà ba ăn với bánh mì á, bà ăn với cơm cũng ngon bà ba. Cái này của bà ba 15 nha. 15 với 20 là 35. Bà lấy nước luôn nha. Ừ. Để con căng đi rồi con để nước vô. Đưa đây, dưa hấu đây. 200 cà gam. Thôi ngon quá, xong rồi để nước vô. Thơm quá. Cá kho mía đây. Ôi nóng hổi bốc khói luôn, này ăn liền là ngon lắm đó bà ba. Cá kho mía Năm ơi, với lại dưa hấu. Mua cho kia cho nè. Mãi vô mãi vô. Mua cho nhỉ ăn. Nóng hổi gì hỏi gì ăn luôn. Mua cá, dưa hấu cho nhỉ nha. Dưa hấu đi, giá 12 ngàn. Trái ha. Rồi, căng luôn. Ký rưỡi. Một trái nữa. Xong rồi hết khách thì mình gánh lên trên. Dạ, nhà kho. Biển mong bên con gửi. Nguyễn thích. Dạ. Mình bây giờ thì hai chị em đã bán ở sớm dưới đuôi cồn á, mấy cô mấy chú qua mua rất là nhiều luôn các bạn ơi. Tiếp tục thì sẽ gánh dài dài lên trên để mà bán cho các bà con ở sớm trên nha. Đấy hai. Ai vừa hấu cá kho ghim không? Gánh dài dài lên. Thấy ở phía trên đồng đồng kìa. Dưa hấu đây, cá kho đây. Cá kho ghim ngon lắm. Dưa hấu và cá kho ghim. Cầm bớt lại con trái nè. Để nó nặng. Mãi vô mãi vô. Bên đây là cá kho ghim, rất là ngon luôn, kho mía. Đây là dưa hấu. Rồi, sạch thì ngon. Rồi bán cho chú Bà 2 trái đi. 2 trái. Ừ lấy cái trái này. 2 trái dưa hấu. Trái nữa. Đây nè, đây nè. Hai cái bẫy.
nó vô bọc. Thôi khỏi đi, xích nhà. Dạ rồi, hai tay hai cái. Nhiều. Đây à, cái tiền nè. Đây, con cảm ơn, để đưa ăn giùm con. Đây, tiền đây. Cá hay dưa hấu chị? Rồi. Cá không mía. Ngon lắm. Với lại dưa hấu. Chị muốn ăn cái gì? Ăn hai cái luôn đi. Cái luôn. Mua hai cái luôn đi. Cá Linh. Với cá dảnh với cá mày cám. Cá này bán sao? Dạ 10.000 100 g. Để chị 200 g. Ẩm tới kia bán luôn. Ẩm tới kia gảm cái gì vô. Bán luôn cái gì chị bán luôn. Nghe này nghe, mẹ bán xong cho chị này luôn nè. Nghe đây nghe ơi. 200 g ha. Để lên là giờ luôn. Chị thích cá bự không chị? Cái gì giờ được chứ. Gì thôi ha. Cái này ngon lắm, cá dảnh nhóc chừng nè. Còn trái để lại tụi em ăn cũng được. Quá ngon luôn. Để nằm cha, trái đó để nằm. Thơm cực kỳ luôn. Lấy xuống, lấy lên cần cái kia luôn đi. Cha, sao để được lại bể bể bể. Bể bể bể. Bể. Là cái gỗ cái xong luôn. Nước luôn nha. 27 lại 1 cái rưỡi. Chưa lại chút. Rồi mới ngon rồi. Cái này 20.000. Để dành ăn luôn. Ta lấy cái máy tính bấm thôi, thôi là như vậy. Dễ sợ chà. Gì mà còn sai lên sai xuống. Giờ hết dưa hấu phải không nha? Hết dưa. Vậy là chắc là hết dưa hấu, còn cá không à. Giờ gánh nó sẽ bị bập bên. Cho mượn đó. Cho mượn nữa mới chịu à. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ rồi. Dạ. Đó nhà buổi sáng rồi đó. Rồi, cái xong buổi sáng rồi đó. Tiếp tục tới buổi trưa. Nhõng. Nhưng mà không sao, vẫn có thể gánh được. À, lui ra phía sau thì nó sẽ đỡ hơn. Mua cá ông Chinh, ông Chinh ơi. Ông Chinh ơi. Khô mía. Khô mía. Mềm rũng cái xương. Bao mềm luôn. Giờ này vắng quá nha. Ông Chính kêu để ở lại gì vậy? Ông Chính nói gì? Chính nói đợi ông Chính xíu vậy. Chính đang đi đổ gác. Rồi ba bên đây. Cá kho mía. Bà Chính thôi ông Chính. Ngon quá mọi người mới rồi. À. Ngon. Cá thái cầm. Rồi, bán 20.000 đi. Dạ rồi, có luôn. Hai chục ngàn. Mềm lắm không chứ, anh kho lâu lắm mẹ. Ừ, cá này chắc ngon nha. Ngày ăn đêm. Cá Linh không biết là chúng sách của nó rồi. Hết bài luôn. Cá Linh rồi cá dảnh nữa nè, đủ loại luôn. Cá gì cũng có, nhưng mà giờ này vắng quá không chính. Chắc này đi mặn hết rồi. Đi mặn hết rồi. Giờ này cái nồi cá nó mới ngon, mới đem ra bán. Nhân quay cái cân qua. Nước luôn không chính. Mới khỏi. Nhân quay cái cân qua. Xíu nữa đi ngàn ơi. Gì là ăn ngon nè, nóng hổi luôn không chính, con mới vừa nhắc xuống luôn á. Đem lên dài dài lên đây, giờ này nó vẫn còn nóng. Rồi còn một ít nữa thôi là hết rồi nè. Cảm ơn ông Chính. Ôi ngon ha ông Chính. Ăn với bánh mì cơm. Dạ. Dạ.
Có tiền hỏi cho ông Chính không? À, con cảm ơn ông Chính. Bổ Út kìa. Cá kho mía Út. 10.000 trăm gram ngon lắm. Ăn là ghiền luôn. Dạ, đi chở mấy gì vậy hả? Thơm ngon. Cá đây, cá đây, cá kho mía nè cô chú ơi. Tắp lên trên chỗ mấy cô trên đó kìa. Dì Tiền với bà Út với chị Trúc kìa. Dì Tiền, cá kho mía, cá, cá linh, cá dảnh, đủ loại luôn. Trắng thò. Không có cá đen hả? Dạ không có cá đen. Có con đen thôi. Dạ nó mềm nhũn ra luôn dì Tiền ơi. Hai ngày rồi, nó rất là mềm luôn. Cá dảnh rồi. Dạ, không còn một miếng sừng nào luôn, đảm bảo luôn á. Dì Tiền muốn mua bao nhiêu? 10.000 trăm gram. Dạ không gấp gì, nó sẽ nguyên hằng này, nó mềm như thế này, nó mềm ra luôn gì nè. Nó mềm dữ lắm, mềm rồi, nó không rồi. Có còn miếng xương nữa, trời ăn cá mòi rồi. Cá bự đúng không? Dì Tiền ăn cá bự đúng không? Cá bự đi. Cá bự cho cái đường nữa mà. Dạ. Lấy cái đi rồi lấy cái tươi. Dì Tiền muốn mua bao nhiêu cũng cần. Ừ dạ, nóng ngần rồi. Nóng. Con có bự nữa không? Các con có bự nữa đi, không còn thôi. Con cá bự nữa phải không? Còn ở dưới á. Chắc để tôi tí. Còn sắp dạ. Sắp tôi sắp ở dưới. Đi, ăn cho đủ ăn đi. Cho đủ ăn sát. Nè nè nè. Ở dưới nó nằm dưới cái cắm. Dạ con sắp ở dưới. Con thì bự. Thêm cái linh đi để thôi bự nó gãy cho. Bự là nó gãy á, tại nó mềm lắm. Nó mềm. Rồi lá cần đây kéo nó không gãy chứ. Lấy cần nhân ơi. Cắm khéo quá. Dì Tiền lấy 300 gram luôn nha, con lấy thêm hai con nữa. Dì Tiền lấy đủ 300 gram luôn nha. Dạ. Nắng quá. Cho đủ luôn. Thêm cho được 300 gram á chị. Nắng quá con không nhìn thấy gì Tiền. À. Không nhìn thấy. 300 mà nói có 200 nữa thôi. Không, nắng bên đó thôi. Không có nắng bên đây. Ngăn nó mới còn dùm kỹ lắm. Dạ rồi. Con bị chá con thấy được. Cảm ơn dì Tiền, nắm làm đi Tiền. Ủa nay hình như ra bắt hai con có cái gì mà đâu. Cắt rau già nó kia con dốc nó thôi chưa. Dạ. Chỉ là đợi. Này nó ghiệu xương về ông già ăn được này. Bao mềm luôn. Cái này về nhét bánh mì ngon. Con cảm ơn. Có sự nhúng tay vô nữa đâu phải. Hai đứa luôn. Đứa thêm nhân, đứa thêm vậy. Dạ, có thêm hiếm nằm với bác hai tiếp nữa đó. Con cảm ơn nhiều lắm nha. Còn xíu nữa thôi là hết rồi. Dạ, tác hầm mới có. Rồi có mới kho. Cánh rất là im luôn. Dạ. Một bọc tiền luôn. Một bọc tiền luôn. Cá kho mía này mấy cô mấy chú ơi. Cá kho mía nè mấy cô ơi. Cá kho mía bà Tư ơi, cá linh. Cá linh kho mía. Nó rất là mềm, dạ gần hết rồi. Có
có máng cá linh kho mía. Dạ chứ đừng tưởng hai cái gì ăn hả, cái này cũng ăn được nhưng mà ăn cơm. Ở đây thì hai chị em tụi con chỉ còn lại một ít cá nữa thôi, nhưng mà cũng suy nghĩ lại đó là tại vì hai chị em kho với lại thím năm và bác hai nữa nhưng chưa có được ăn và chưa có được thưởng thức, cho nên là mới thưởng thức có chút xíu thôi, thấy rất là ngon luôn, nhưng mà để dành là định đi bán, nhưng mà còn lại một ít như thế này á thì quyết định là sẽ để lại để mà ăn từ từ nha các cô chú anh chị và các bạn ơi. Tại vì cả nhà ai cũng thích cái món này hết, từ chị Ba đến chị An, chị Dung và Út Nhàn nữa, nên là quyết định là sẽ để dành lại ăn cùng với lại thím năm và bác hai nha. Ngoài ra thì ở đây thì qua giờ là sáng giờ là bán vừa dưa hấu mà vừa cá nữa là được nhiêu tiền nha? 400. Dưa hấu sáng bao nhiêu ký ngang có nhớ không? Hồi sáng không có con à. Sáng lụm 15 trái 400 mấy ngàn? Khoảng 401, 402. À 402 là 40 ngàn. Vậy là khoảng 420 ngàn, trong đó là vừa cá vừa dưa hấu luôn. Rất là cảm ơn các cô chú anh chị các bạn đã theo dõi và ủng hộ hai chị em. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye. Bye bye.